Nam mô tát xá bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tát xá bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đấng chánh biến tri. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cung đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Buddha hằng saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddha hằng saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi Buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi Buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Dhammang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyambi Dhammang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi Sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Dutiyambi Sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyambi Buddhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi Buddhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Dhammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi Dhammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi Sanghang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyambi Sanghang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Manati bata ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. A Brahmacharya Veramani Sikha Padang Samayami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. A Brahmacharya Veramani Sikha Padang Samayami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Mu sa wa da ve ra ma ni sikha ba đăng sa ma di a mi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Mu sa wa da ve ra ma ni sikha ba đăng sa ma di a mi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura me rayama chấp bậm ma đạt tha na we ra ma ni sikha ba đăng sa ma di ya me. Tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me rayama chấp bậm ma đạt tha na we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikala bhojana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikala pho chana ve chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giới không ăn phi thời. Nacchagi tapada tivyasu karasana mala gantavide karantharana mandana vipu sanathana. Vệ ra ma ni sikha ba đăng sa ma di a. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacchagita wa dita visu kadasana malagan thavile panatha jana man dana vifu sanatana we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ocha sayana maha sayana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang.
Ucha sayana maha sayana ve jamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang. Imang athang gassamana gattang uthapang nyattang upo satang imang charatin imang chadivasang sammadeva afirakitum sammadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì ba quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani apasika badane ubosasi valaseda iman jaratan iman jidivasang sa tukang katwa apamadena samma arakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành. Sīlena sugataṃ yanti sīlena phoga sambada sīlena niputaṃ yanti tasmā sīlaṃ viso thaye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thu lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọng niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọng trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bà tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọng trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong tăng bào đức lành từ dung. Bhagavata sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba buddha anubhavena sada sati bhavantu te. Bhagavata sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba dhamma anubhavena sada sati bhavantu te. Bhagavata sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba sangha anubhavena sada sati bhavantu te.
Tất cả phương hăng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lần thai lần thai. Nam mô Buddhaya. Chúng con thành kính lãnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Nhà sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa giác đẳng cùng chư tôn đức. Và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Buddhaya. Cho thu lên tay, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh, kính cảm ơn cô Huệ Ngọc. Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên mạng internet qua Pao Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối. Houston 7:30 đến 9:30 sáng. New York 8:30 đến 10:30 sáng. Cali 5:30 đến 7:30 sáng. Paris 2:30 đến 4:30 chiều. Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Còn Metabanya thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay chủ nhật ngày 26 tháng 12 năm 2021, thuật lịch 2565, môn học thắng pháp Avitamma, chương 6, thoát yếu tương tập. Tất mô cha giá sàng cả hả. Bài 48, Tất yếu giác cần. Tứ thi bác khí giác sang cả hả. Tứ chánh cần, tứ như ý túc. Thượng tọa Đề Siêu và thượng tọa giác đẳng Biên Soạn giảng giải. Giờ đây chúng con thành kính thành lễ và cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta thường học Phật pháp đôi khi mang tính rời rạc. Thí dụ như chúng ta học về thất thánh sản hay là tứ nhiếp pháp hay mười pháp ba la mật, mỗi một đề tài thì chúng ta xem như là một cái đề tài riêng biệt. Nhưng mà khi chúng ta học về 37 pháp trợ bồ đề thì chúng ta không nên học như vậy, mà tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị ý túc, ngũ căn ngũ lực, thân chất gì bát chánh đạo phải được chúng ta học như là một hệ thống hoàn chỉnh. Như trường hợp chúng ta nói về chiếc cái máy của chiếc xe, thì thưa quý vị, chúng ta học từ chiếc xe thì chúng ta biết cái vai trò của bánh xe, vai trò của thắng xe, vai trò của các bộ phận. Và những điều này kết hợp với nhau tạo thành một cái guồng máy. Đức Phật không phải là ngày giảng về những đề tài này cho những người khác nhau. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào hai đề tài, đó là tứ chánh cần và tứ nhị ý túc. Tứ chánh cần cho chúng ta thấy được cái sự nỗ lực của hành giả dựa trên khả năng phân biệt thiện bất thiện và biết làm gì trong sự phân biệt đó. Trong lúc tứ nhị túc thì là những cái sức bật, là những cái điểm tựa, và từ điểm tựa này dẫn chúng ta đi tới. Mà chúng tôi có ví dụ trong bài dẫn nhập, đó là giống như cái điểm tựa đối với cái đoạn 7 mà chúng ta học trong vật lý vậy. Bây giờ thì đối với Phật tử nghe bài đọc, bài học của Thượng tọa Từ Siêu biên soạn, và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh Thượng tọa Từ Siêu
giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Đức sư thú lành thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Nhất Đẳng. Bài học hôm nay, chương 6, toán yếu thường tập, sắc mũ cha nhã tầng gác. Bài 48, toán yếu giác phần, bố thí bác khí giác sân gá hạ, tiêu chánh cần và tứ như ý tốt. Phần toán yếu giác phần cần đề cập những năng lực nội tâm được tu tập một cách có phương pháp để dẫn đến sự thành tựu tuệ giác tối hậu. Giá trị của những pháp này không dễ dàng để phân biệt vì rất tinh tế. Tứ chánh cần là bốn nỗ lực hoàn giả do ý thức rõ sự tai hại của pháp bất thiện và sự lợi ích của pháp thiện. Hơn thế nữa, ngoài sự phân biệt này, còn thấy được cái gì cấp phải làm. Khi tứ chánh cần sung mãn, thì hành giả cần rất ít sự khích lệ từ bên ngoài, mà tự mình vươn tới cánh cửa giác ngộ giải thoát. Tuy nhiên yếu tố là bốn lợi thế giúp hành giả đạt được mục đích giống như điểm tựa đối với đồng bạn. Những pháp này, nếu biết khai dụng, sẽ khiến hành giả thoải mái hơn, mạnh mẽ hơn và có sức bật lớn hơn trong sự chuyển hóa nội tại để thành tựu những gì hướng tới. 2. Tứ chánh cần. Danh từ Sammapatthana có hai từ tố Samma, chân chánh đúng đắn, và Patthana, siêng năng, gắng sức, tinh tấn. Sammapatthana, chánh cần, nghĩa là sự gắng sức có mục đích đúng đắn, một sự nỗ lực để thành tựu cố gắng tu tập, chứ không phải siêng năng hoạt động bình thường. Có bốn chánh cần. 1. Thận cần. Samvarapatthana là tinh tấn phong ngăn không cho sanh các pháp bất thiện, pháp trừ sanh. Anuppanna năng, Papakka năng, Akusala năng, Thamma năng, Anuppadaya, Padahati. Đó là ý nghĩa tổng quát. Nếu nói ý nghĩa đặc biệt trong ý nghĩa giác phần thì cận thần Samvarapatthana là phòng hộ sáu căn khi thấy nghe thường vương. Chakundri yadi su samvarnam apacchati. A 2.16. 2. Trừ cần. Patthana là sự tinh tấn đoạn trừ các bất thiện pháp đã sanh. Upannanam Papakka năng, Akusala năng, Thamma năng, Pahanaya, Padahati. Hoặc ý nghĩa đặc biệt thì trừ cần. Pahanapatthana là từ bỏ dục tầm đã sanh, từ bỏ sân tầm đã sanh, từ bỏ hại tầm đã sanh. Upannanam Kammavittakka Pacchahati Upannanam Yavat đáp vị tắc khăn và cha hát chí ước phản năng với hiểm xạ thì tắc khăn và cha hát chí. A 2.17. 3. Tu cần. Và vạn nà và thà nà là sự tinh cần làm cho sinh khởi những thiện pháp chư sanh. A nức phản nà năng u sa lạ năng thâm mà năng Udaya Padahati. Hoặc có ý nghĩa đặc biệt, tu cần là nỗ lực tu tập bảy giác chi như niệm giác chi, v.v. Satta Sati Sampo Yanga Đại Dù Và Bệ Thi. A 25.17. 4. Bảo cần. Anudakha Na Pathana là sự tinh tấn duy trì và phát triển lớn mạnh những thiện pháp đã sanh. Upannanam
kusala nang tamma nang ditiya yo papaya pada hati maka ini đặc biệt bao cần là gìn giữ ứng chứng định tốt đẹp đã sinh khởi upanang cần tamma tăng khát thị pháp bốn chánh cần là tâm sở cần trong tâm đại thiện khi tiến hành thiền định ba tứ như ý túc danh từ ý thí ba đó gồm hai từ tố ý thí sự thành tựu thành đạt thành công và ba đó bằng chân nền tảng yếu tố ý thí ba đó như ý túc nghĩa là yếu tố thành tựu nền tảng cho thành công có bốn như ý túc một dụng như ý túc chân dứt thị bà đó sự ước muốn hay hoài bão là yếu tố thành tựu việc làm một người thành công hay thành đạt có thể do người ấy nuôi hoài bão nhờ vậy làm động lực cho anh ta thực hiện một hành giả tu tập cũng vậy nhờ ước muốn đắc thiền thông đạo quả ước muốn mạnh mẽ dục làm trưởng nên phấn đấu dễ trở thành tựu đó gọi là dục như ý túc chỉ pháp dục như ý là tâm sở dục hợp tâm thiền dục giới hai cần như ý túc kriyati pada sự siêng năng tinh tấn là yếu tố thành tựu nếu không có ước muốn mạnh mẽ thì sự cần mẫn cố gắng làm hoài cũng không thành công. Một hành giả tu tập nếu nỗ lực hành trì không lưu sụp lấy cần làm trưởng cũng cho thành tựu thiền thông đạo quả đó gọi là cần như ý túc. Chỉ pháp cần như ý túc là tâm sở cần hợp tâm thiện dục giới ba tâm như ý túc chỉ thích thị bà đó tâm mạnh mẽ, sự chú ý, quyết tâm là nền tảng cho thành tựu, là yếu tố giúp thành hành giả nếu không nhờ dục trưởng, cần trưởng thì do nhờ tâm làm trưởng đạt đến mục đích. Đây gọi là tâm như ý túc. Chỉ pháp tâm như ý túc là tâm thiện dục giới đang tu tập. 4. Thẩm như ý túc. Visamsiti pada là sự thẩm sát, suy xét chu đáo, hiểu biết từng tận. Thẩm trượng này cũng là yếu tố thành công. Hành giả có thể nhờ trí tuệ, quán triệt, nền tảng thành tựu, mục đích tu tập. Đây gọi là thẩm như ý túc. Chi pháp thẩm như ý túc là tâm sở trí tuệ trong tâm thiện dục giới. Bốn pháp như ý túc là dục, cần, tâm, thẩm, cũng giống như bốn pháp trưởng, ý thích pháp tiếp. Nhưng khác ở điểm, bốn trưởng gồm cả bất thiện, thiện và vô ký, còn bốn như ý túc thì chỉ là thiện. Tôi đã nói và sắp nói, bài đại học, bài 47, thoát ít phần, ưu thi bát khí giá, sang gá hả, cứng niệm xử. Bài theo, bài 49, thoát yếu giác phần, ưu thi bát khí, sa giá, sa, sang gá hả, ngụ quyền và ngụ lực. Nhưng soạn giáo trình thì theo chắc đẫm. Giờ đây chúng con thành kính lãnh lễ và cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi Hoan Hỷ giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giáo. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Thân chào tất cả quý nữ Phật tử. Hôm nay
Môn thắng pháp chúng ta tiếp tục học đến tóc yêu giáp phần, gồm hai bài nói về tứ trưởng và tứ tứ chính phần, tứ dĩ túc. Trong giáp phần chúng ta có bảy bài: tứ niệm xứ, tứ chánh phần, tứ nhị túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất chấp chi, bát chánh đạo. Vừa rồi chúng ta đã học xong phần tứ niệm xứ, hôm nay chúng ta nói đến tứ chánh phần, tứ nhị túc. Ở đây cũng giống như chúng ta ôn lại thôi, bởi vì Phật pháp chúng ta đã học đi học lại rất nhiều ở tứ chính cần, ở trong kinh Tạng. Khi mà chúng qua trường bộ bài kinh thập thượng hay bài kinh cũng có nhắc đến rồi, rồi trong tương ưng, trong trung bộ kinh về tương ưng chúng ta có nhắc đến. Ở đây khi mà chúng ta nói đến chánh cần, chúng ta nên hiểu rằng đây không phải là một cái tâm sở cần phối hợp tâm một cách đơn thuần, là ý nghĩa đơn thuần là nó giúp cho tâm được, hay là các pháp được sanh. Năng động đối với cảnh, từ cái đặc tính của tâm sở cần nó phối hợp trong một trăm lẻ năm tâm. Từ đặc tính đó phát huy cái thế mạnh của cái tâm sở cần, thì nó trở thành cái chánh tinh tấn, là pháp hỗ trợ cho cái việc giác ngộ. Gọi là chánh tinh tấn. Trong kinh Đức Phật này giải ý nghĩa này, nó gồm có bốn chi pháp, gọi là thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần. Thì tôn giả Sariputta ngài nói gọn trong kinh Phúng Tụng,
này, liệt kê chi pháp ngày nói như vậy thân cần samvarapatthana, tức là cái sự siêng năng cái sự cố gắng để phòng hộ hay là ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh, đừng cho nó sanh khởi. Ví như người ta khi chưa bệnh, nhưng mà người ta cũng phải ngừa bệnh, một vị vua mặc dù thái bình không có giặc giã, thế nhưng vua cũng phải lo cái việc quốc phòng, luyện tập quân lực và những cái khí giới sẵn sàng. Để ngừa trường hợp giặc giã nổi lên, quân địch tấn công, thì lúc đó có cái quân đội hùng mạnh và khí giới sắc bén để có thể đẩy lùi quân địch. Trong đời sống thường của chúng ta, khi còn là phàm phu, vì do cái phiền não ngủ ngầm từ đời quá khứ, như là tham sân si mạn nghi vân vân, tà kiến, hiện tại thì khi mà gặp cảnh tốt đẹp vừa lòng thì mình chưa có khởi lên cái phiền não, nhưng luôn luôn cũng phải thận trọng, phải phòng ngừa, vì những cái phiền não ác pháp đó, nó có thể khởi lên bởi khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, thì phiền não nó phát sinh từ đó. Nếu không có sự khéo phòng hộ, cho nên ở trong cái bài kinh, trong cái quyển kinh Milinda Panha
Đức vua Milinda đã hỏi tôn giả Nagasena: về tứ chính cần, khi mà ác pháp bất thiện pháp chưa có, thì biết đâu để mà tinh tấn ngăn trừ. Đức vua Milinda mới hỏi ngược lại: trong cái thời Thái Bình yên chiến, đại vương giải tán hết các cái quân đội của vua hay là như thế nào? Vua nói: mặc dù là Thái Bình yên chiến, nhưng mà trẫm cũng phải luyện tập quân đội để phòng ngừa ngoại bang xâm lăng. Thì ngài nói sự tôn tập quốc vị, mặc dầu ác pháp thiện pháp nó chưa sinh khởi, nhưng vì hành giả phải có sự chú ý để ngăn. Ngăn bằng cách nào? Mắt tai mũi lưỡi thân ý giống như là 6 cửa ngõ, và cảnh nó hiện lên thông qua 6 cửa ngõ đó. Một vị tỳ kheo tu tập khi mắt thấy cảnh sắc tai nghe tiếng mũi ngửi mùi lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý suy nghĩ, một vị sống có thu thúc nhãn căn dĩ căn tỷ căn thiệt căn thân căn ý căn, vị đó có chánh niệm, khi thấy khi nghe khi ngửi khi nếm khi đụng khi suy nghĩ, để vừa giữ tham ái ưu bi nó sinh khởi do thấy nghe ngửi nếm đụng đó, được gọi là vị tỳ kheo. Sống thu thúc các căn. Như vậy thì cái việc mà thu thúc đó chính là thân cần ở trong tứ chính cần vậy. Thứ hai vừa là trừ cần. Pahana, Pathana, Pathana có nghĩa là siêng năng, cố gắng, nỗ lực. Còn chữ Pahana có nghĩa là đoạn trừ. Đối với những ác pháp, những ác bất thiện pháp đã sanh rồi, người ấy có cái sự siêng năng cố gắng để đoạn trừ, để từ bỏ những ác bất thiện pháp đó. Như vậy được gọi là trừ cần. Đó một cách cụ thể, tôn giả Sariputta ngài có giải thích như thế này:
cụ thể là vị tỳ kheo. Khi dục tầm càm nó với tất cả đã sanh thì vị tinh tấn từ bỏ, sân tầm đã sanh thì vị tinh tấn từ bỏ, hại tầm đã sanh thì vị tinh tấn từ bỏ. Từ bỏ ba bất thiện tầm đã sanh thì như vậy được gọi là tinh tấn, đoạn trừ những ác bất thiện pháp đã sanh cho nó mất đi, chúng ta gọi đó là trừ cần. Trong đời sống tu tập thường ngày của chúng ta, có nhiều trường hợp xảy ra nhưng mà chúng ta không có cái sự cố gắng nỗ lực để dẹp bỏ ác bất thiện pháp đó. Khi mà cái tâm ưa thích danh lợi, đắm say sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, gọi là dục tầm hay là dục tư duy nó sinh khởi, thường thì chúng ta để yên đó, chúng ta nghĩ rằng trong cuộc sống nếu mà không có hưởng thụ, không có thoải mái đối với các dục thì như vậy cuộc sống không có ý nghĩa, cho nên chúng ta sẵn sàng chấp nhận nó mà không chịu, mà xem nó như là dục tầm, nó như là một cái độc tố để cần phải loại trừ. Rồi tâm sân sinh khởi, khi mà gặp cảnh bực mình, trái ý nghịch lòng thì tâm sân nó nổi dậy, lúc đó chúng ta lại bưng bít là bao che, cho rằng trường hợp đó mình giận là phải, nổi nóng là phải. Tánh tôi là như vậy đó, đúng không? Chúng ta bao che, chúng ta không bao giờ đoạn trừ liền. Rồi hải tâm, cái tư tưởng này đối với cái người không có tu tập thì họ có thể nghĩ đến cái chuyện mình làm hại chúng sinh khác, là khổ chúng sinh khác, mà không có cái sự từ bỏ. Còn đối với người tu tập thì dù sao đi nữa, cái chuyện mà làm hại người khác nó sẽ vi phạm vào cái giới, như là sát sanh hay là đánh đập đả thương chúng sanh khác. Khi mà làm cái điều này thì nó làm cho giới có thể bị vi phạm, cho nên chúng ta có thể ngăn chặn được. Nhưng mà đối với cái tư duy thuộc về tâm suy nghĩ thì suy nghĩ về tham dục, suy nghĩ về sân hận, suy nghĩ về não hại, cái sự suy nghĩ đó chúng ta lại tưởng chừng như nếu mà chỉ mới là ý nghĩ thì nó chưa có mang nghiệp lắm, cho nên mình không có sợ. Trong khi đó Đức Phật này dạy rằng, này các tỳ kheo, ví như một người
họ vừa phát hiện ở trên người của họ, trên y phục của họ có một đốm lửa. Đang cháy quần áo của họ, cháy y phục của họ. Thì liền khi đó, bằng tất cả sự nhanh nhẹn, người này phải phủi, phải dập tắt cái chỗ cháy đó, không có chậm trễ thời gian. Bởi vì người ấy sợ chết, ví dụ nó cũng như thế nào thì ở đây một người tu tập khi mà chúng ta phát hiện dục tầm sân tầm hại tầm sanh khởi, nếu như chúng ta cố gắng nỗ lực để chúng ta dẹp bỏ, đừng không cho nó sanh nữa, thì như vậy cái đó được gọi là trừ cận. Cái sự tinh tấn thứ ba đó chúng ta gọi là Phavana Patana, tức là tu cận. Tu cần ở đây có nghĩa là tu tập, tinh tấn tu tập những làm cho sanh khởi những thiện pháp chưa sanh khởi. Ví như một người làm vườn, họ quan sát cái khu vườn của họ với những cái khoảng đất trống có những cái loại cây chưa được trồng, thì người đó lập tức đi kiếm giống cây đó để trồng cái khu vườn, trồng những loại cây chưa có. Nhờ như vậy mà khu vườn nó trở nên sung túc, cũng như trong đời sống tu tập của chúng ta. Không phải chúng ta chỉ có làm mỗi một cái việc như là nghe pháp hàng ngày vậy là đủ đâu, hay là chỉ có mỗi một việc là chúng ta cứ làm việc từ thiện như vậy là đủ. Không phải, chúng ta phải luôn luôn tu tập những cái thiện pháp chưa có để làm cho có. Bây giờ chúng ta y cứ vào trong 10 điều của Nhất Thiết Vô Thú là bố thí, trì giới, tu thí, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, hưởng phước vị phước, cải chánh tri kiến, tức là có chánh kiến. Chúng ta xem coi cái thiện pháp nào mình chưa có thì phải tu tập cho có. Nếu mà tâm của mình còn bỏng sẻn cho kiếp, ít khi nào mình xả tài, mình bố thí cho người khác, thì chúng ta nên nhớ cái thiện pháp này nó chưa có, cho nên chúng ta phải
tiếp tục phải nỗ lực để chúng ta đi làm các cái công đức từ thiện bố thí luôn rồi. Rồi trì giới, tu thiền, cung kính phục vụ, tất cả những cái đó cũng là thiện pháp. Người khác họ có cái pháp cung kính khi mà họ đảnh lễ tôn thờ Đức Phật, hay để đi đến vào chùa đảnh lễ chư tăng, thì chúng ta đừng xem thường mà chúng ta phải xem đó là một cái thiện pháp cung kính. Thì xét thấy mình chưa có những cái thiện pháp đó thì chúng ta phải làm sao cho có. Giống như một người làm vườn vậy đó, nhờ vậy mà khu vườn họ chẳng bao lâu có đầy đủ thứ, các cái thứ cây ăn quả. Tôn giả Sơ Rô Tán khi ngài thuyết về Tôn Cần thì ngài nhắc riêng các vị tỳ kheo là Tôn Cần ở đây là một vị tỳ kheo phải tinh tấn nỗ lực để tu tập bảy giác chi, tức là những cái yếu tố giác ngộ. Bởi vì những cái thiện pháp này nó chưa sanh được và không làm cho sinh khởi thì không thể đạt đến đạo quả niết bàn được. Cho nên đặc biệt ngài Xá Lợi Phất ngài khuyên các vị tỳ kheo nên tu tập bảy giác chi, tức là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hệ giác chi, tịnh giác chi, định sách giác chi và xả giác chi. Mà chúng ta dài vài hôm nữa thì chúng ta học tới bảy giác chi này. Rồi tiếp đến là chúng ta nói về cần, nói về bảo, bảo cần. Anurak khách na bạch thành á, tức là duy trì những cái thiện pháp đã sanh, phải làm cho nó mạnh mẽ, nó phát triển và nó tồn tại vững bền. Thì như vậy gọi là bảo cần. Ví như một người làm vườn thoạt đầu thì bác ấy trồng xuống đất những cái thứ cây ăn quả mà trong vườn chưa có, là tu cần vậy đó, tức là tu tập những thiện pháp chưa có làm cho có. Nhưng mà đến khi đã trồng cây đó xuống rồi, có là bỏ nó tự sanh tự diệt, không phải vậy. Mà bắt làm vườn phải chăm sóc, phải bón phân tưới nước, thỉnh thoảng phải dọn dẹp cỏ rác rồi vung đất cao lên để bảo trì cây đó cho nó được tồn tại và phát triển. Cũng như khi mà chúng ta tu tập tất cả những cái thiện pháp
Nếu mà không có tu tập thường xuyên thì chúng ta sẽ không làm cho thiện pháp nó lớn mạnh được. Như cái câu Đức Phật này gọi là sang tham nhất kẻ thí. Trước đây ta có làm việc thí, nhưng rồi sau này chúng ta lơ là, không có xả tài, không có bố thí giúp đỡ cho ai hết. Và như vậy chúng ta bỏ phế cái thiện pháp này thì cái thiện pháp đó nó bị biến mất, và ác bất thiện pháp bổn sẻn nó sẽ sanh khởi. Cho nên khi đã có được cái tâm bố thí thì mình phải tiếp tục làm thêm. Trì giới của vị, cái ngày đầu khi mà chúng ta quy tam bảo, chúng ta phát nguyện thọ ngũ giới, hay là một vị xuất gia thọ giới sa di, thọ giới tỳ kheo, nhưng mà thọ giới xong rồi sau đó trải qua nhiều năm nhiều tháng vị ấy không nhớ đến, không tác ý đến cái giới của mình nữa, cứ sống bằng cái hình thức như vậy ngày qua ngày, không có tâm niệm, không có tác ý. Điều học này để ngăn ngừa, Đức Thế Tôn đã chế định ta không thể vượt qua, vân vân. Điều học kia cũng vậy, điều học nọ cứ ôm nhắc lại như vậy hoài, thì như vậy cái sự giữ giới của chúng ta nó mới tốt. Người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta bảo cần, tức là tinh tấn bảo trì những cái thiện pháp, thì quý vị cứ mỗi buổi sáng bước qua một ngày mới, chúng ta sau khi thức dậy làm sạch sẽ thân mình, rồi chúng ta bắt đầu cái giờ công phu chúng ta lễ Phật, rồi chúng ta niệm tưởng ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, Đức Tăng một lát, rồi chúng ta bắt đầu phát nguyện quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Phát nguyện lại trong ngày hôm nay ta sẽ giữ giới, tránh xa sẽ sát sanh, chúng ta tránh xa trộm cắp, tránh xa tà dâm, tránh xa nói dối, tránh xa uống rượu. Chúng ta ngày nào chúng ta cũng phải ôm nhắc về cái quy giới của mình như vậy thì mới được xem như là chúng ta bảo trì những cái thiện pháp, cái thiện pháp trì giới đã có làm cho nó lớn mạnh, tụng sung mạnh lên. Chứ chúng ta thọ giới một lần rồi chúng ta bỏ qua, không có nghĩ đến, không có nhắc đến lần nào trong cuộc đời nữa, thì kể như là chúng ta buông trôi. Cái thiện pháp của kẻ phàm phu chúng ta đó, nó không giống như là cái thiện pháp của bậc hữu học. Bậc hữu học vừa chứng quả tu đà hoàn thì năm giới không bao giờ vi phạm và tà kiến không bao giờ xảy ra. Còn như phàm phu chúng ta, cái ngày đầu mới quy y, chúng ta thọ, chúng ta giữ năm giới, nhưng mà rồi sau đó chúng ta bỏ qua không nhắc đến, thì lâu ngày nó bị lu mờ đi, giới chúng ta bị lu mờ, nhắc đến giới chúng ta không biết. Cũng như ngày nay thưa quý vị, đừng nói chi là cư sĩ, ngay cả các vị xuất gia nữa. Bây giờ hỏi một vị sa di, hỏi sư
giữ bao nhiêu giới vị đó cũng đọc giới của mình cũng không rành, không biết bao nhiêu giới. Rồi hỏi vị tỳ kheo, vị tỳ kheo đó cũng không biết giới của tỳ kheo là gì, có bao nhiêu điều cũng không biết. Như vậy rõ ràng là chuyện pháp này đã có rồi mà không được bảo trì, không được làm cho nó phát triển lớn mạnh lên. Cái đó thiếu cái sự tinh tấn, thiếu chánh tinh tấn. Nhưng mà cái trường hợp bảo cần tinh tấn để duy trì phát triển những cái thiện pháp đã sanh cho nó sinh, đã sanh cho nó lớn mạnh lên đó, thì tôn giả Sê Rua Tán ngài lại nhắc đến một cái chi tiết, đó là một vị tỳ kheo tu tập thiền định khi mà đã phát sanh lên những cái ấn nhất của định, như là Patika, Patipaga, niệm bát tát, tức là tự tướng, trước hết là ốc đã hát niệm bát tát, ngũ trì tướng, rồi đến Patipha, Patipaga, niệm bát tát là tự tướng hay là quan tướng, cái ấn chứng đó sinh khởi. Vị đó phải cố gắng gìn giữ, đừng để cho mất ân, đừng để cho mất ấn chứng đó. Bởi vì hệ chánh điện liên tục làm cho ấn chứng đó được duy trì thì chẳng bao lâu vị đó sẽ đạt được chứng. Bởi vì cái tợ tướng đó chính là Upacara Samadhi, là cận định. Mà hãy duy trì được cận định cho nó còn hoài bằng cái sự chánh niệm liên tục, thì vị đó sẽ chứng được Appanna Samadhi. Cho nên ở đây cụ thể là một vị tỳ kheo tu tập về tứ chánh cần, là một là vị đó sống thu thúc lục căn, là để tinh tấn ngăn chặn những cái ác bất thiện pháp chưa sanh, không chớ sanh khởi. Cả vị đó tinh tấn diệt trừ những cái bất thiện tầm, bất thiện tư duy, như dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy, nó sanh khởi rồi thì cho nó mất đi. Tinh tấn tu tập về bảy giác chi và thiền định, vì nó tu tập và đã có ứng chứng rồi thì nó bảo trì cho nó còn cái ấn chứng của thiền đó, đừng để cho nó mất. Như vậy gọi là tu tập tu chánh cần của vị tỳ kheo. Còn người cư sĩ chúng ta tu tập tu chánh cần thì cũng lấy ý nghĩa tương tự như vậy, nhưng mà nó khác hơn. Cái bậc xuất gia, người cư sĩ thì không có nói đến cái việc mà thu thúc lục căn vân vân, nhưng mà đối với những ác bất thiện pháp nào như là tham sân si mạng nghi tà kiến, mà mình thấy nó có cái dịp mà sắp sanh đó thì mình phải ngăn chặn, đừng để cho nó sanh khởi vân vân. Thì như vậy đó được xem như là tu tập về chánh cần.
Ở trong chánh phần này đó, nếu mà chúng ta tu tập và chúng ta bỏ đi, bỏ qua chánh phần bốn tứ chánh phần mà chúng ta không có biết đến, thì như vậy chúng ta sẽ bị chạy đứng lệ, thì pháp không có làm gì được. Ví như là khi chúng ta phải bước đi trên một cái hành trình mới để đạt đến cái mục đích, cái sự bước đi đó, đó như là một cái sự tinh tấn. Nhưng mà hãy lúc nào mà chúng ta lười biếng, chúng ta ngồi lại ở dưới một gốc cây, dừng chân lại đó, chúng ta ngồi ăn rồi chúng ta ngủ ở đó suốt từ sáng cho đến khi mặt trời ngã về tây và nó chen lặn, và chúng ta không chịu bước đi thì không bao giờ chúng ta tới đích được. Chánh tinh tấn cũng như thế. Ngày nào mà chúng ta không có sự tinh cần, không có sự tinh tấn, nỗ lực để đối phó với ác bất thiện pháp và để tu tập trao dồi những cái thiện pháp, thì lúc đó xem như là chúng ta rời bỏ cái hành trình giải thoát của chúng ta rồi. Đó là nói về tướng chính cần. Bây giờ chúng ta bước sang, chúng ta nói về tướng duy tục. Chữ Ichibada đó, thưa quý vị, cái chỗ thì dịch là thần túc, nhưng mà ở đây dịch là thần túc thì không có nghĩa gì hết. Bởi vì việc người ta thấy cái chữ ý thí, người ta nghĩ là thần thông, nhưng không phải. Chữ ý thí là Ichati, Ichati có nghĩa là cái sự thành tựu. Chữ Pada nghĩa là cái nền tảng hay là cái yếu tố nền tảng để đưa đến cái sự thành công, hay là yếu tố đưa đến cái sự thành tựu thiền định thần thông, hay là đưa đến đạo quả, yếu tố đưa đến đạo quả. Thì như vậy chúng ta gọi là Ichibada. Mặc dù khi chúng ta đọc ở trong kinh điển, chúng ta vẫn nghe nói đến nhiều trường hợp như khi mà Đức Thế Tôn Ngài sắp viên tịch, thì Ngài lúc đó theo cái lệ thông lệ của chư Phật là Ngài phải gợi ý cho vị thị giả nhiều lần. Nếu vị thị giả có thỉnh cầu bậc đạo sư duy trì thọ mạng để hoằng hóa độ đời thì Ngài sẽ duy trì, còn Ngài gợi ý mà không được thì thôi. Này Ananda, nhiều lần Đức Thế Tôn Ngài đã gợi ý. Này Ananda, những ai đã tu tập viên mãn thuần thục tứ duy túc, nếu muốn vị ấy có thể duy trì thọ mạng một kiếp trái đất hay là nửa kiếp trái đất hoặc là cái phần kiếp còn lại, Đức Thế Tôn đã gợi ý như thế. Ngài nói rằng Như Lai cũng đã tu tập thuần thục viên mãn tứ duy túc, nếu muốn Như Lai có thể duy trì thọ mạng. Cái sự gợi ý đó quá bình thường thì Tôn giả Ananda
Ngài sẽ hiểu được. Nhưng mà trong trường hợp này, trong giải nâng ra, nghe giống như là bình thường Đức Phật thành thuyết pháp vậy đó. Là trong giải nâng ra đã không thỉnh của Đức Phật vân vân. Thì chúng ta nghe nói tứ duy túc như vậy, chúng ta nghĩ rằng ồ, cái pháp tứ duy túc này chắc có lẽ là nó thâm sâu huyền diệu, cho nên chúng ta bỏ qua. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta phải biết rằng ở trong cái pháp mà được gọi là Bodhipakkhiyat, tức là giác phần, tức là vốn hay là thành phần trợ đạo, trợ giúp cho sự giác ngộ, thì trong đó có tứ duy túc. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu một cách đơn giản á, thì luôn luôn có cái yếu tố tâm lý nó sẽ là chủ lực của cái việc mà thành công. Mà chúng ta đã có một lần chúng ta học về tứ trưởng Adhipati, dục trưởng Chandadhipati. Dục ở đây tức là cái sự mong mỏi, cái ước muốn, mong mỏi ước muốn hay cái hoài bão. Có chuyện một con người làm được việc, làm nên việc là do cái sự mong mỏi ước muốn từ cái đời sống xã hội bên ngoài cho đến cái đời sống tu tập ở bên trong cũng vậy. Việc chi nó cũng phải do cái tâm mong muốn, nếu mà không mong muốn không làm được. Chúng tôi lấy ví dụ, thí dụ như tại sao chúng tôi thích viết nhiều quyển sách, không phải mình có tài có trí hơn người khác, mình không phải giỏi hơn người khác. Có nhiều người họ giỏi hơn chúng tôi nhiều lắm, nhưng mà tại vì họ không có cái hoài bão, không có ước muốn để mà nghiên cứu biên soạn, cho nên suốt cuộc đời không có quyển sách nào, không có tác phẩm nào hết. Trong khi đó thì chúng tôi lại có cái hoài bão, có cái ước muốn, không thích mình ở không, hết việc này bài ra việc khác. Người ta nói hãy sanh sự sanh, mà mình muốn thì được à, mình muốn làm thì được. Cái chuyện đó dần dần nó thành cái thói quen. Cho nên cái yếu tố thứ nhất là cái sự mong muốn. Nó bị tu tập quý vị, cái việc đắc thiện có thuận thông hay là đắc đạo quả, trước tiên là do yếu tố là mong mỏi. Một vị tỳ kheo có cái sự mong mỏi khát khao để chứng đắc thiền định và đạo quả, thì cái sự mong mỏi đó nó dưỡng mà nó thành cái yếu tố, nó trở thành cái nền tảng để đưa đến sự thành tựu thiền định và đạo cho vị đó. Ở trong đời sống của chúng ta, ngoài cái việc mà thiền định đạo quả ra, thì những việc khác như chúng tôi nói quý vị khi nãy là cái chuyện mà dịch kinh soạn sách,
cũng phải do ước muốn nó mới thành tựu được cái công việc đó. Rồi như đời sống người Phật tử chúng ta bên ngoài cũng vậy, cái chuyện mà chúng ta làm giàu, chúng ta buôn bán, hay là chúng ta làm nghề nghiệp, chúng ta thành tựu được là do nhờ cái ước muốn của chúng ta. Chúng ta muốn làm thì được, còn chúng ta không muốn làm thì sẽ không thành, không được việc gì hết. Cái điểm thứ hai nữa gọi là cần giữ ý thức, ở đây chính là cần trữ. Nhiều khi đó thưa quý vị, muốn không cũng chưa đủ, mà chúng ta phải có cái sự nỗ lực tinh tấn nữa. Bởi vì lúc ban đầu á, mình có sự ước muốn, nhưng mà đến khi bắt tay vào trong công việc đó, bắt tay vào thiền định, hay là bắt tay vào trong cái công việc mà học tập hành nghề chẳng hạn, thì chúng ta gặp cái trở ngại khó khăn cản trở, mà lúc bây giờ cái tâm lười biếng thụ động thì chúng ta sẽ bỏ dở nửa chừng, chúng ta không có thành công được. Cho nên lúc đó đó là chúng ta phải nhờ đến cần như ý túc, tức là phải cần, phải có cái sự tinh tấn làm nền tảng, làm cái sự làm cái động lực để mà thúc đẩy mới được. Cho nên cái yếu tố thứ hai đó cũng không phải là không quan trọng đâu thưa quý vị. Người ta nói cần cù bù thông minh, nhiều khi mình không có giỏi hơn người khác, không thông minh hơn, không sáng dạ hơn, nhưng mà chỉ được như thế là chúng ta cần cù siêng năng làm hoài thì riết chúng ta cũng phải giỏi thôi. Nếu mà mình có cái sự lười biếng buông trôi đó thì mình sẽ dừng lại. Cho nên ở đây cái động lực thứ hai, để cái yếu tố thứ hai để giúp cho chúng ta thành tựu được những cái thiện pháp đó, hay là chúng ta thành công trong cuộc sống, là do nhờ cái sự tinh tấn nỗ lực. Thứ ba gọi là tâm như ý túc, đây là trường hợp tâm có cái sự xác biết, quyết định một cách chắc chắn, không có bỏ qua. Thể một khi chấp nhận làm cái công việc đó thì phải kiên tâm bền chí, dù hoàn cảnh nào, trường hợp nào, mình cũng không thay đổi cái lập trường. Thì như vậy chính cái tâm dư ý túc này nó sẽ trở thành cái động lực để giúp cho chúng ta thành công. Nếu mà trường hợp tâm nó hoang mang, nó hoang vu, thì không thể nào mà mình làm được cái việc đó. Trong một cái câu chuyện Ngụ Ngôn đó, thì có anh chàng kia anh ta làm ruộng,
Nhưng mà người ta không có giữ vững cái lập trường. Cho nên khi mà thiên hạ đi qua đi lại đó, thấy người ta trồng cái này, gieo cái này, gieo giống lúa này, giống lúa kia, người này nói tiếng rồi kia nói tiếng, thế là người ta cứ thay đổi liên tục, thay đổi liên tục. Cuối cùng thì suốt cả năm đó anh ta không có làm được cái vụ mùa nào, anh ta không có giữ vững được lập trường. Hoặc là như một người mà họ đi học cái nghề làm dù, vì trời nắng thấy người ta đi, người ta cầm cái ô dù để ra che nắng, anh ta ráng học. Nhưng mà ta học xong rồi, anh ta học chưa chứ cả, thì nó chuyển sang cái mùa lạnh và trời mát, người ta không cần dù nữa, anh ta bỏ cái nghề làm dù của anh ta đi, anh ta đi làm cái nghề áo len, mà anh ta bán. Nhưng mà anh ta là học cái nghề đó chưa đến đâu hết á, thì bây giờ qua đến cái mùa mưa, người ta đâu có mặc áo len áo ấm nữa, không xài dù nữa, mà người ta mặc áo tơ. Thế là anh ta cũng bỏ cái nghề học đan len để mà may áo tơ. Anh ta cứ làm, cứ thay đổi liên tục như vậy, giết rồi đến khi anh ta già, anh ta vẫn nghèo khổ của chế độ, bởi vì không có cái nghề nào ổn định hết. Thì ở đây trong cái việc tu tập của chúng ta quý vị, chúng ta phải luôn luôn giữ vững cái lập trường. Ai nói sao nói, mình đừng có nghe ngóng cái chỗ này, nghe ngóng cái chỗ kia, thấy người ta làm theo phong trào rồi mình bắt chước mình chạy theo. Mình không có giữ vững được lập trường của mình thì mình không bao giờ mình dỗ được, không bao giờ mình tiến bộ được. Để mà tu tập, mình đã chọn được cái đề mục nào, mình chọn được cái phương án tu tập như thế nào, thì chúng ta cứ đeo đuổi thôi đó. Chúng tôi như thưa quý vị, dầu cho thiên hạ họ có cười như thế nào nữa, để chúng tôi đi học về, chúng tôi họ không học thêm cái gì khác ngoài chúng tôi trao dồi Pali và trao dồi Bi Pháp. Chúng tôi cứ hai môn đó chúng tôi nghiên cứu nghiền ngẫm suốt trong 44 mấy năm. Kể người ta muốn học triết, học gì đi nữa, học tiếng Anh, tiếng Nga, cái lúc đó cái phong trào học tiếng Liên Xô có nhiều vị họ cũng khuyến khích chúng tôi học, rồi nghiên cứu về triết học các mác vân vân. Nhưng mà chúng tôi dứt khoát, có lẽ là nhờ cái tâm mình có cái sự kiên định, cho nên bây giờ chúng tôi mới cảm thấy là chúng tôi vững vàng và nó có nơi nương tựa. Chứ nếu mà chạy lông bông đó, thưa quý vị, cho đến bây giờ cũng không có cái chữ, không có cái pháp môn để mà dừng chân, không có một cái khả năng, không có cái sở trường nào để mà làm bởi cái chuyên môn của mình. Ở trong cuộc sống tu tập cũng như chúng ta cũng vậy, một khi chúng ta đã chọn cái đề tài tu tập rồi thì chúng ta cứ theo đó mà chúng ta làm. Và cái điều thứ tư đó, gọi là thẩm như ý túc, trí tuệ là nền tảng hay là yếu tố cho cái sự thành công. Trí tuệ đây là cái trí tuệ
Nếu mà nói trên phương diện pháp trưởng thì trí tuệ ở trong các cái tâm tư như trí, trong các tâm động thương. Nhưng mà nói riêng về cái pháp giác phận này đó, thì cái trí tuệ ở trong cái tâm đại thiện nó quan trọng lắm. Khi mà chúng ta tu tập đó, chúng ta gặp những gì chúng ta cũng phải dùng trí để chúng ta thẩm sát, để chúng ta quan sát, để chúng ta phán đoán. Chính cái trí tuệ đó nó vừa làm trưởng mà nó vừa làm nền tảng cho thành công. Nó sẽ giúp cho chúng ta thành công. Trong bốn cái pháp này đó, chúng tôi cũng thường hay nhắc một cách đơn giản. Thí dụ bây giờ một cái vị tăng ni nào đó mà họ sắp làm trụ trì, chúng tôi nói làm trụ trì, các vị muốn thành làm trụ trì thành công cũng phải có bốn pháp như ý túc. Để họ hỏi như thế nào thì chúng tôi nói khi mình làm trụ trì mình phải quan sát coi cái việc cái chùa này bây giờ cần phải chỉnh đốn, sửa sang, xây dựng cái gì. Thế mình khởi lên cái ước muốn làm thì đó là một yếu tố giúp cho vị trụ trì đó thành công. Rồi cái thứ hai nữa là đương nhiên có những điều mà mình muốn làm nhưng mình nó gặp trở ngại thiên hạ chín người mười ý. Mình làm trụ trì là làm dâu thiên hạ mà, ba gia ba tánh họ đi vào làm tốt họ cũng nói, làm xấu họ cũng chê, làm tốt họ cũng chê, nhưng mà họ chê khen kệ họ. Mình luôn luôn gặp cái sự khó thì mình có sự cố gắng, quyết tâm mình làm thì nó cũng sẽ thành công thôi thưa quý vị. Và thứ ba nữa, khi làm trụ trì phải có cái sự quyết định dứt khoát, cái lập trường cho nó vững, nghĩa là cái tâm như ý túc hay là tâm trưởng phải cho nó mạnh. Rồi cuối cùng là vị trụ trì phải có cái trí tuệ sáng suốt, nghĩa là không thiên vị đối nhân xử thế, không bị thương, bị ghét, bị sợ, bị si mê, mà luôn luôn mọi việc phải dùng cái trí tuệ để mà kết luận, mà phán xét và sắp xếp. Thì như vậy nội cái việc trụ trì không á, mà cũng tứ như ý túc cũng phải có mới thành công được. Cho nên chúng tôi nói tứ như ý túc là ngoài cái chuyện tứ như ý túc là cái pháp mà dẫn đến giác ngộ, giúp cho thành công trong cái sự giác ngộ, ngoài ra đó tứ như ý túc bốn pháp này là yếu tố dẫn đến thành công, mà chúng ta có thể áp dụng được tất cả mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi trường hợp, mọi hoàn cảnh. Cho nên cái pháp này cũng rất là quan trọng. Thì hôm nay chúng tôi trình bày hai nhóm pháp là tứ chánh cần, tứ di túc, với cái thời gian cũng là tương đối là nhiều. Như vậy thì bây giờ chúng tôi dứt lời ở đây còn 30-40 phút nữa, còn 40 phút nữa, xin thỉnh thượng tọa giúp đẳng chia sẻ với các Phật tử trong bài học hôm nay, và thỉnh thượng tọa từ biên quan hỷ giúp cho phần thảo luận luôn. Nam mô Phật Thầy nhà.
Nam mô Bụt Thầy dạ. Càng chúng con không nghe được âm thanh của thượng tọa Giác Đẳng, con cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Bụt Thầy. Dạ con cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Dạ. Bây giờ một lần nữa chúng con cung thượng tọa Giác Đẳng là con kính nhân Bích Đinh Sư. Dạ đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát thượng tọa Giác Đẳng đường nét bị trục trặc rồi. Dạ mời đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ạ. Nam mô tha giá. Dạ một lần nữa con cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng ạ. Con thấy sư trở lại đạo tràng rồi. Dạ sư có nghe được âm thanh của con. Con kính nhân Bích Đinh Sư ạ. Cảm ơn Hoa Nguyệt. Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ tốt rồi. Có nhiều khi dạ thưa chúng con hết nghe thượng tọa Giác Đẳng rồi, con cung kính sư cầm mic trở lại ạ. Nam mô Bụt Thầy giá dạ đạo tràng, con nghe được âm thanh nhập mình không? Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt, cảm ơn Phong Lan, cảm ơn Nguyễn Ngọc. Dạ một lần nữa con cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng ạ. Rồi đường nét của sư hôm nay trục trặc quá. Dạ con kia tri ân sư Đức Tệ Tri ạ. Dạ đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát ạ. Thượng tọa Giác Đẳng đang cố gắng vào rung. Dạ con xin được xuống mít ạ.
Xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dạ vâng. Dạ. À, xin lỗi quý vị, nãy giờ chúng tôi gặp trục trặc. Bây giờ thì xin được hỏi Thượng tọa Tư Quyền, Thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Tư Quyền đang ở trước máy, xin thỉnh Thượng tọa trả lời cho câu thảo luận. Ồ, dạ có Thượng tọa Tư Quyền, dạ tốt quá. Dạ. Dạ. Thưa Thượng tọa Tư Quyền, chúng tôi xin hỏi quý vị, chúng tôi có nghe chúng tôi nói rõ không hả? À, chúng tôi nghe có cái tiếng phản hồi lại đó. Dạ. Thưa Thượng tọa Tư Quyền, có nhiều người họ nói là dục tốc bất đạt. Dạ, tức là cái ý muốn mình nó mạnh quá thì lại mình không có thành tựu, và ở đây chúng ta nói là có dục thần túc, là cái ý muốn đủ mạnh ấy, thì mới đạt được mục đích. Thì theo sự thật tự quyền nghĩ là có thể nào cái ý muốn mà nó mạnh nó khiến chuyện chúng ta đến thất bại như câu nói dục tốc bất đạt hay không, hay là tu tập thì luôn luôn cái nguyện vọng, cái tâm nguyện, cái ý muốn luôn luôn là quan trọng và chúng ta cần có. Xin thỉnh ý kiến của sự thật tự quyền. đã đó mới có thể thành tựu được bằng cái
y túc để được hỗ trợ. Và có một quyết tâm chuyên chú làm nền tảng thì nó mới thành tựu được. Cuối cùng chúng ta biết có một sự thẩm xét suy xét chu đáo tận tường, thì cái điều này quá tuyệt vời. Còn gì nữa, còn làm gì mà chúng ta là không thành tựu được. Nếu như vậy ấy tu tập một cách tốt đẹp mà có dùng, mà có sử dụng cái ý muốn này, cho nên phải nói rằng nếu như người nào mà tu và đặt cái tứ tình thức nó lên hàng đầu thì chắc chắn là người đó dễ thành tựu. Người đó có một cái sức mạnh, người đó có một cái lợi thế, đúng như là một lợi thế để thành tựu được cái ý muốn của mình. Và nó không có đi ngược lại một cái mà cái góc rút mà để thành tựu. Phải như vậy, phải nói rằng trong cái cần dục cần tâm và thẩm này, như ý tốt này, chúng ta phải trải qua. Và cuối cùng thì ở thẩm như ý tốt thì bằng trí tuệ để suy xét với bằng sáng này, với bằng xích với ba đá này, nó thẩm xét một cách cẩn trọng. Khi dục cần tâm đã thực hiện, đã vào việc cuối cùng thì thẩm như ý tốt thì dùng trí tuệ quan sát. Cũng vậy, tu mà có ích, như có chánh niệm xong thì chúng ta có được tỉnh giác, và nó dựa trên cái nền tảng cái ý túc này thì chúng ta sớm chúng ta sẽ thành tựu cái đạo quả của mình, sớm thành tựu cái nguyện ước của mình, chắc chắn là như vậy. Ở cuộc sống cũng vậy, nếu như một ước mơ hay một lý tưởng mà chúng ta không làm ngay hay chúng ta không thực hiện thì nó không trở thành, nó không có kết tụ được, nó không kết quả được. Và chúng ta phải có một cái sự quyết tâm quyết chí, cuối cùng chúng ta mới thành tựu. Đó là cái giá trị sự thật. Một con người không thể nào mà thành tựu, người đó phải tranh thủ với cái thời gian, phải tranh thủ với cái sức khỏe, phải tranh thủ với cái điều kiện, cái thuận duyên, cơ hội. Nếu không phải cuộc đời thì một cơ hội nó tới thì chúng ta phải tranh thủ, chúng ta phải nhanh chóng, chúng ta thực hiện. Thì cũng vậy, có một cơ hội để được tu, có một cơ hội để được làm, thì tại sao chúng ta không làm, chúng ta không thực hiện? Chứ không, chúng ta cũng có một cái lỗi lớn để chính bản thân mình với cái công cuộc tự sinh của mình, đối với chính mình mà chúng ta học tập từ mình. Chúng ta hiện tại đây chính là cái câu trả lời của chúng con là như thế. Nếu có được một chút thì chúng ta sẽ được một chút thành công. Cảm ơn thầy. Dạ, sa thủ cái trình nhà chúng ta tự quyền. Một lần nữa xin quý Phật tử hoan hỷ cho chúng tôi biết là quý vị có nghe được, nghe rõ rất tốt quá. Thưa quý vị, chúng ta tiếp theo lời của Thượng tọa Thầy Siêu và Thượng tọa Thầy Quyền. Chúng tôi muốn quý Phật tử nhớ lại cái thí dụ này. Thứ nhất là khi mà nói về chánh cần hay tứ nghi túc, hay nói chung trong 37 pháp trong Bồ Đề, thì chúng tôi thưa quý vị rằng nó tương tự như là chúng ta cùng làm việc trong một cái tổ chức như một công ty, hay trong một ngôi chùa, hay trong một gia đình, mà chúng ta biết rõ những cá nhân. Không phải nói rằng trong công ty có 37 người và 37 người đó giống nhau hết. Yeah. Có những người đó họ có cái cách là có cái sở trường nào đó đặc biệt hơn những người khác. Thì ở đây chúng ta nói về tứ chánh cần. Tứ cần là bốn cái sự siêng năng. Bốn sự siêng năng này nó do cái ý thức mà ra.
Chúng tôi lấy một cái ví dụ. Như bây giờ chúng tôi làm trụ trì trong một ngôi chùa, mà chúng tôi thấy cái chùa nó bị dột. Mặc dù biết là sửa là tốn tiền, mặc dù biết rằng sửa đó thì nó mất công, phải đi kiếm thợ này nọ, nhưng mà chúng tôi ý thức được một điều rằng nếu cái máy mà nó bị mưa dột vào mình không sửa đó, thì mai mốt khi cái máy nó hư trầm trọng thì mình sẽ tốn tiền nhiều hơn, và cái việc đó phải là việc sửa nhanh. Hay hoặc giả là chúng tôi thấy được có cái ổ điện nó bị cháy, cháy đen, chúng tôi nghĩ rằng chỗ nó phải thay, nếu không có thì cháy chùa, và phải nhanh. Tức là nó có sự thôi thúc là mình, đó là vấn đề phải giải quyết liền. Thì cái sự thôi thúc mà nó khiến cho chúng ta phải giải quyết liền, phải mạnh dạn, phải gấp thay vào việc, cái đó nó là một cái gọi là một cái động lực. Thì Đức Phật ngày giải rằng có hai cái động lực mà nó khiến cho chúng ta mạnh mẽ để đi tới. Một á, là nhận rõ được cái sự tai hại của điều bất thiện, và thứ hai nhận được cái lợi lạc của điều thiện. Bây giờ mà một nhà nông mà giỏi về trồng trọt, thấy mùa mưa đến thì nhà nông biết rằng mình phải gấp rút làm. Tại vì sao? Tại vì nếu mà mình không có bắt tay làm liền thì mưa không phải là mưa hoài, và với cái việc cài mưa, việc gieo mạ, việc cấy, nó không phải lúc nào mình cũng làm hết. Và dĩ nhiên là cái thời gian tính nó bắt buộc chúng ta phải làm. Do vậy người nông dân này dù có mệt, dù có thiếu tiền, cũng phải ra sức để mà làm, tận lực để mà làm. Tại vì sao vậy? Thấy được cái lợi là mưa đang xuống, cái cơ hội đang đến. Cơ hội này nó không có lâu. Thưa quý vị, có những vấn đề trong đời sống, nếu chúng ta ý thức nó cần phải giải quyết gấp hết, thì nó tạo cho chúng ta một cái nghị lực mạnh. Có những việc mà trong đời sống mình thấy nó tốt á, mà chúng ta không làm liền nó sẽ phôi pha đi được, thì chúng ta sẽ có một cái động lực mạnh. Hai cái động lực này đó, nó đều đến từ là ý thức rõ cái tốt, cái xấu, cái lợi, cái hại. Và sau khi mà mình ý thức rõ hai lĩnh vực đó rồi đó, thì chúng ta lại có thêm một cái chi tiết khác nữa, là đối với cái xấu thì mình biết ngăn và biết trừ. Ngăn là mình biết phòng bệnh, trừ là mình biết trị bệnh. Ở trong cuộc sống này thì đối với pháp bất thiện giống như căn bệnh của chúng ta vậy. Cái việc mà ngừa bệnh và bị trị bệnh nó đều quan trọng hết. Nếu chúng ta không ngừa, không có ngăn ngừa, mà tới khi bệnh nó đổ xảy ra đó, thì nó làm cho chúng ta mệt nhiều hơn. Nhưng mà khi chúng ta đã bệnh rồi mà không trị đó, thì nó lại dẫn chúng ta đến chỗ tai hại hơn nữa. Thành ra một người mà ý thức được cái hiểm họa của bệnh tật rồi đó, thì họ lại có cả hai cái thái độ mà gọi là mạnh mẽ, là ngừa bệnh và trị bệnh. Đó, nó tượng trưng cho cái thận cần và trừ cần. Thận trần cần tức là ngừa bệnh, và trừ cần tức là trị bệnh. Thưa quý vị, đối với thiện pháp đó, thì nó tương tự như là một người buôn bán giỏi. Người buôn bán giỏi thấy cái thời đó, lúc đó đúng là cơ hội đến, và đã là cơ hội đến thì mình phải nắm liền. Cái đó gọi là tu cần, tức là thiện pháp chưa sanh. Mà nếu mình hiểu rõ là đó là điều tốt, đó là thiện pháp, cũng như người làm ăn giỏi, đó là cơ hội là bạn phải bắt tay vào việc làm liền. Làm sao để làm được cái đó gọi là tu cần. Nhưng mà rồi, nếu mình nghĩ tốt á, mà nó đang có, thì mình phải biết gìn giữ đó, gọi là bảo cần. Bây giờ
một người có một cái cơ hội cơ sở làm ăn, mà người ta biết rằng có những người khách rất là tốt, khách người khách lớn lui tới đó, thì người này mà nếu biết làm ăn thì người này luôn luôn có cái động lực để gìn giữ người khách đó. Tại sao vậy? Họ đến rồi, họ mua rồi, mà không có gìn giữ mang bóc họ đi chỗ khác, như vậy là mình cũng hoài không. Do vậy á, để về lâu về dài mình phải biết gìn giữ người khách. Những điều này nó đều là những cái ý thức, và do cái ý thức đó nó tạo thành một cái lực mạnh mẽ khiến cho chúng ta nhập cuộc, chúng ta lên được. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng một cái người tu tập đó là phải thường xuyên để suy gẫm và nghiền, và có khi đàm luận về cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, cái nào có hại và cái nào có lợi. Khi mà biết về cái có hại và cái có lợi đó, nó làm cho chúng ta tinh tấn. Khi mà ý thức được điều đó, nó làm cho chúng ta tinh tấn. Còn trong một cái thế giới, một xã hội á, mà người ta nói rằng ai sống mặc ai, ai chết mặc ai, thịnh cũng không biết mà suy cũng không hay đó, thì thưa quý vị, do cái sự vô tri, do sự thiếu ý thức, do cái sự thiếu bán ngại đó, là chúng ta không có cái động lực. Nếu mà chúng ta có động lực thì chúng ta sẽ làm. Bởi vì xã hội Tây Phương hồi tiến bộ là sao? Là do nhờ báo chí và truyền thông thắp sáng ý thức đó. Người ta cho chúng ta biết rằng có bao nhiêu cái tấn plastic đang được đổ xuống biển mỗi ngày. Và những plastic đó nó không có mục đi, mà nó đang trôi dạt trên đại dương, và nó ảnh hưởng tàn phá những cái loài thủy tộc như cá, như là những con vật sống dưới biển như thế nào, và là ô nhiễm trái đất thế nào. Và do họ đưa ra những con số mà chúng ta hiểu, thật ra bây giờ nhiều người đó họ chống là plastic. Ở Mỹ này có nhiều cái chương trình gọi là No Plastic. Quý vị đến Starbucks này, bây giờ họ cho mình cái ống hút là không phải bằng plastic nữa, mà bằng giấy hay là bằng tre. Ống hút bằng tre, tại vì tre và giấy nó decompose, nó mục được. Trong khi plastic có khi có những loại plastic cả trăm năm nó chưa mục. Và những plastic này đó, người ta quăng vào đống rác, người ta quăng xuống biển, rồi biển đó nó vô bụng của những con này con kia thì làm ô nhiễm môi trường. Thì khi chúng ta ý thức được cái hại và ý thức rõ, ý thức bằng sự hiểu biết đó, con người chúng ta sẽ nó sẽ năng động. Ở trong đời sống này đó, ví dụ như là mình có cái tâm bực bội hận thù người khác, mình có tâm hay nói xấu người khác hay dèm pha người khác, lúc mình nói thì mình không thấy gì đâu. Có khi mình nói mình thích nữa, mình thích mình nói xấu người khác, ôi nói xấu khác thích lắm. Nhưng mà một lúc nào đó tự nhiên mình có ý thức ra rằng cái nói xấu người khác thành ra một thói quen, chỉ trích người khác thành ra một thói quen. Và thói quen dẫn nào? Thói quen là mình hay dẫn đến cái chỗ là mình hay nghĩ cái xấu người khác. Tại vì mình nói xấu phải nghĩ đến cái xấu, và nghĩ đến xấu lâu ngày con người mình nhìn cuộc sống bằng mặt tiêu cực hết. Thì mình biết như vậy, mình hoặc là bớt nói lại, hoặc là tập nói những điều tốt, hoặc là đừng nói xấu người khác. Cái đó là cái mà chúng ta có thể thấy được. Cái khả năng ý thức được sự tai hại của pháp bất thiện, đó là một động lực chúng ta. Và cái khả năng ý thức được cái thiện đó, cái lợi ích của thiện đó, nó cũng là động lực chúng ta. Và ngoài cái ý thức được, thì chúng ta còn áp dụng hai cái chi tiết khác là đối pháp bất thiện đó, thì chúng ta phải hiểu là giống như bệnh là có ngừa bệnh và có trị bệnh. Đó là thận cần và trừ cần. Còn đối với pháp thiện, có tu và dưỡng hay là tu cần và bảo cần. Bất thiện chưa sanh, đừng cho sanh gọi là ngăn ngừa hay là gọi là thận cần. Bất thiện đã rồi, làm sao cho tiêu diệt. Thí dụ mình có cái tật là mình nói nhiều, mình có tật là ganh tị, tật đố, mình ý thức được điều đó, mình cố mình diệt cái gì. Cái đó gọi là trừ cần. Và đối với thiện pháp chưa sanh, làm sao cho sanh khởi gọi là tu cần. Giống như mình mảnh vườn trống là mình trồng cây này cây kia, gọi là khi mình chuẩn bị gieo trồng đó là tu cần. Nhưng mà khi nó đã lên cây rồi và mình bỏ xó đó, mình không có chăm sóc mà, thì mình thiếu cái gọi là bảo cần. Và quý vị nhớ rằng cái sự cố gắng không phải đơn thuần là chúng ta chỉ cố gắng, mà sự cố gắng nó đến từ cái khả năng phân biệt. Khả năng phân biệt nó tạo nên ý thức,
cái ý thức đó nó tạo nên cái sự hiểu biết là ồ, ý thức đây là thiện, này bất thiện, và sự hiểu biết là mình nên làm gì với bất thiện và mình làm gì với cái thiện. Bất thiện nào chưa sanh hay là đã sanh, thiện nào chưa sanh và đã sanh, chúng ta biết có một thái độ học tập hợp lý với nó, cái đó gọi là chúng ta gọi là tiếng chánh cần. Về điều này cái người tu tập là phải biết và phải biết. Nếu chúng ta không ý thức được cái ăn, cái nói, cái đi, cái đứng, cái suy nghĩ của mình, cái lợi, cái nào thiện nào bất thiện, khó đạt được chánh cần không? Bây giờ chúng ta nói về tứ nhi ý túc. Tứ nhi ý túc hay tứ thần túc là bốn cái sức bật, bốn sức bật hay là bốn cái điểm tựa cho đòn bẩy. Một người họ, một nhà bác học ngày xưa họ nói rằng nếu cho tôi có một cái điểm tựa thì tôi có thể nhấc cả trái đất này. Khi mình nói về nhân vật lực, về đòn bẩy, chúng ta không về vật lý, chúng ta biết rằng một cái cây dài mình để một cái điểm tựa ở dưới nhấc cái vật lên nó rất là dễ dàng. Thì tứ thần túc đó là bốn cái sức bật hay là bốn cái điểm tựa mà mình nên biết cái đó. Điều thứ nhất là mình nên biết cái sức bật của ý muốn. Nói rằng người khác bắt mình làm không tốt bằng tự mình làm, mà tự mình làm không bằng mình muốn mà làm. Khi mình đã thích, đã muốn rồi thì thưa quý vị, nó lợi cho mình nhiều lắm. Dạ. Ví dụ như là mình chấp nhận ngồi thiền là tốt á, nhưng mà rồi do người khác dắt mình, biểu mình ngồi thiền mình không thích. Nhưng một khi mình đã muốn ngồi thiền rồi thì không ai cản mình được hết. Dạ. Người khác biểu mình học Phật Pháp, nhắc học Phật Pháp, nó không có tốt bằng tự mình muốn. Mình muốn, mình thích học Phật Pháp rồi học lợi lắm. Cái gì mà mình muốn học lợi lắm, chúng tôi thấy rằng có nhiều người đó học sử dụng computer rất nhanh tại họ thích computer thôi. Có nhiều người họ học làm vườn rất là nhanh tại họ thích làm vườn thôi. Có người họ thích nấu ăn thì họ nấu ăn nhanh thôi. Thành ra trong đời sống mình nên hiểu cái ý muốn và làm sao nuôi dưỡng được cái ý muốn đó, sự ưa thích ý muốn đó. Thí dụ như là mình thấy người khác tốt mình bắt chước theo đó cũng là một thứ ý muốn. Mình nhìn được cái kết quả đó là cái ý muốn. Mình nhìn thấy cái lợi ích đó cũng ý muốn. Mình quan hệ đó cũng là một ý muốn. Biết lợi dụng ý muốn mình đó, thì nó giải quyết được nhiều điều. Tại vì cái mà sợ trong cuộc sống là mình làm mà hồi nhỏ mẹ chúng tôi hay la là làm mà gọi là trả nợ quý thần. Không muốn làm mà bị rầy, bị la phải ra làm. Thì cái đó nó không tốt bằng mình làm mình muốn làm. Khi mà mình muốn làm á, thì thưa quý vị, nó lạ lắm. Nó là một cái gì đó. Yeah. Chúng tôi hồi nhỏ thì quý vị, chúng tôi thích đọc sách lắm. Nghĩa là có được quyển sách nào cũng hồi xưa là đói sách, trở nên đi ra gặp sách nào đói sách. Và có nhiều vị bây giờ chúng tôi thấy lạ lắm là họ không gì muốn đọc sách hết. Dạ. Thế đổi bằng sách hay mình giới thiệu, thì điều mình đang nghĩ họ cũng không đọc. Tại vì sao? Họ không thích sách. Chịu thôi. Và chúng ta phải hiểu là mình thích cái gì nữa, cái đó nó có lợi. Và mình tiếp thu rất là nhanh và mình tiêu hóa rất là nhanh tại vì mình thích đó. Thật ra ai mà sống biết tạo nên những sở thích lành mạnh, ai sống biết ý thức được cái sở thích của mình và dùng những cái gì mà tốt đưa vào trong sở thích đó, thì sở thích, cái ý thức là quan trọng. Thứ hai đó là nghị lực ở đây tức là chúng ta gọi là cần như ý túc và nghị lực. Con người chúng ta, quý vị thấy có những người mà họ có nhiều năng lượng, có nhiều ít năng lượng, có người nhiều nghị lực, có người ít nghị lực. Cái người mà họ có nghị lực rồi đó, thì quý vị thấy rằng họ làm gì nó cũng gọn, làm cái gì nó cũng khỏe, làm gì cũng thoải mái. Cái người không có nghị lực đó, mà biểu họ quét nhà thì họ cũng thấy mệt, biểu họ đọc sách cũng thấy mệt, biểu họ nghe pháp cũng thấy mệt. Nhưng người có nghị lực thì tự nhiên nó dư thừa, dư thừa. Thành ra con người mình đó, mình sống mình nên biết nuôi dưỡng cái năng lượng của mình. Và nuôi dưỡng năng lượng nó có lợi cho mình nhiều thứ. Ở trong đời này đó, người ta có thể cho mình những lời khuyên hay, nhưng mà người ta không mang lại năng lượng cho mình. Mình phải biết hàm dưỡng cái năng lượng của mình. Quý vị thấy rằng khi nào con người mình khỏe đó, mình lạc quan hơn, mình khỏe, mình sáng suốt hơn. Khi nào cái nội tâm mình sung mãn, mình làm chuyện gì nó cũng thành công hết.
Thành ra đừng để cho cái nội lực của mình nó xuống thấp, đừng để cho cái năng lực mình nó xuống thấp. Dạ, cái năng lượng rất là quan trọng. Năng lượng đó là tốt, bởi vì ngày xưa người ta, thậm chí người ta đọc thơ đường á, người ta còn tắm rửa sạch sẽ rồi đốt cái lò trầm lên rồi họ tìm cảm hứng. Còn chúng ta bây giờ có nhiều khi chúng ta không để ý chuyện đó. Mình không để ý chuyện, thành ra mình không có nhiều cái gọi là cái tinh thần sung mãn. Ngày xưa ông bà đi chùa đó nghe pháp thường đi chuẩn bị bông hoa rồi mặc áo tràng rồi đàng hoàng, tắm rửa sạch sẽ đi. Còn bây giờ có nhiều khi chúng ta nằm ở nhà, chúng ta bật cái YouTube, chúng ta nghe pháp, thành ra nhiều khi pháp nó không có nhiều, là tại vì chúng ta không có sự sung mãn về tinh thần. Chúng ta phải hiểu cách, phải làm cách nào đó cho chúng ta có được cái sự sung mãn nội tại. Cái đó gọi là, chúng ta gọi là cần dĩ túc. Rồi thứ gì, cái tâm dĩ túc. Tâm dĩ túc nó giống như là, quý vị biết là khi mà chúng tôi ở Việt Nam, chúng tôi có thời gian sống ở miền Đông, tức là ở Long Thành. Và có lúc chúng sống ở miền Tây. Hồi nhỏ thì chúng tôi để ý đất ở mỗi nơi nó thích hợp với loại nào đó. Thí dụ như đất mà đất cát nhiều thì thích hợp với trồng đậu phộng chẳng hạn. Dạ. Hay có những loại đất mà như đất bùn, quý vị trồng rau rất tốt, đất phù sa cũng trồng rau, rau ôm, rau răm ở nhiệt rất là tốt. Thì nói chung là không phải đất nào mình trồng cây nó giống nhau hết. Không, mỗi một loại đất nó có một thứ tốt khác nhau. Chúng tôi ở bên Mỹ, ở Florida đó, là ở trên Tampa đó, trồng mít thì tốt mà trồng vú sữa thì không được. Thì quý vị quan hỷ chơi chúng tôi chút xíu nha. Dạ. Thưa quý vị, thì ở đây tất cả chúng ta nên hiểu một điều, đó là cái đất mà trồng để thích hợp với loại cây nào đó, đó thì nó tương tự như cái tâm của chúng ta vậy. Cái tâm của chúng ta nếu mà không có cái gọi là thích hợp để cho một thứ nào đó, thì chúng ta sẽ gặp một cái trở ngại là mình gieo trồng những hạt giống lành lên trên đó thì nó lại không có dễ dàng để lớn mạnh, dễ dàng để đâm chồi nảy lộc. Tại cái tâm của con người lạ lắm, thưa quý vị. Mỗi một cái một công việc nào đó nó cần một thứ tâm nào đó. Và thí dụ như mình hiểu là cái tâm nào giúp cho chúng ta ngủ, tâm nào giúp chúng ta làm việc, tâm nào giúp chúng ta học pháp, tâm nào giúp chúng ta ngồi thiền. Cái tâm thái của chúng ta nó quan trọng, mà đó là điều mà chúng ta ít khi lắng nghe lắm. Chúng tôi nhớ rằng hồi nhỏ có những người đó, họ hay có cái bệnh đó là đi sai người ta làm việc, rồi làm việc thất bại rồi mình nói là ồ nó ngu, nó dở. Nhưng mà thật sự khi mà sai một người làm việc, họ không hiểu rằng cái công việc đó với người đó có thích hợp hay không. Đó là đối người khác, đối với tâm của mình cũng vậy. Và có những lúc nó hợp, còn cái lúc nó không hợp. Ví dụ như có lúc nào đó cái tâm mình là thích hợp để nghe pháp, có lúc nào tâm mình thích hợp tu thiền, có lúc nào tâm mình thích hợp bố thí. Mà nếu mà chúng ta làm không đúng chỗ thì thật ra nó cưỡng cầu, nó miễn cưỡng. Thật ra mình nên hiểu cái tâm thái của mình ở trong cái lúc đó nó tương thích, nó có sẵn sàng thích hợp không. Giống là mình trồng cái đó, mình hỏi là cái đó nó hợp với đất đỏ không, nó hợp với đất cát không, nó hợp với đất bùn không, hợp đất sét không. Quý vị mà trồng đậu phộng mà nó hợp với đất cát mà chúng ta đem lên đất sét mà chúng ta trồng thì nó không tốt rồi. Cái chuyện đó là cái tâm của chúng ta nó phải tương thích. Cái đó nó là một yếu tố rất là quan trọng mà chúng ta nên hiểu. Và có một thứ khác nữa, đó là trí tuệ hay là tri kiến hay sự hiểu biết. Sự hiểu biết đó, nó cũng là một cái điểm tựa ở một sức đời sống. Con người mình lạ lắm, thưa quý vị. Khi mà mình càng hiểu biết nhiều gì đó, càng thành thạo cái gì đó, thì chúng ta sống trong cảnh giới đó, chúng ta có nhiều cái sáng kiến.
Chúng tôi lấy một ví dụ như vậy là một cái người mà không biết về computer, không biết computer, mà cho họ vô làm cái công việc mà về vẽ tranh hay vẽ graphic bằng computer đó, họ nó đặt không đúng chỗ, họ ngỡ ngàng, họ không làm được, họ không có sáng tạo được. Tại vì sao vậy? Tại vì họ không có kiến thức gì về computer. Nhưng mà một cái người họ đã quen với một lĩnh vực gì đó, chúng tôi tạm thí dụ như là người đó họ có cái nền tảng của toán học, bây giờ quý vị qua là về điện toán là họ giỏi, hay là người họ thạo về vấn đề bí từ pháp thì quý vị giảng về ngôn ngữ là họ giỏi, là nó tương thích với nhau. Thì cái trí tuệ đó nó là cái gì để giúp chúng ta đi sâu, đi xa, nắm được cái cục diện. Nếu chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không nắm được cục diện. Quý vị nào mà nghe Chư Tăng giảng một bài giảng, tại sao có người nghe thấm, người nghe không thấm? Cái người mà nghe có thấm và là người đó họ giờ có trí tuệ, họ biết là cái đề tài nó là cái gì, cái giảng bài nó là cái gì, những cái pháp nào là điểm chính ở đây. Khi mình nghe nói vậy, mình nghe mình giảng rất là nhanh. Còn cái người nào không có trí tuệ đó, thưa quý vị, tức là mình ngồi nghe đoạn này qua đoạn khác mà mình không nắm vững được đề tài, tại vì ở trong đầu mình hoàn toàn có khái niệm là vị đang nói cái gì. Thành ra cái trí tuệ là cái rất là quan trọng. Về điểm này đó, thì chúng tôi thưa rằng Ngài Ajahn Chah đó, Ngài có một cái cách giảng pháp đó, rất là lợi lạc cho những người mà có cái trình độ về tri thức. Tại vì Ngài hay dạy về pháp quán niệm xứ. Và cái đặc biệt của Ngài là Ngài dạy về quán tứ đế ở trong cuộc sống hàng ngày. Và cũng có nhiều nhà sư người Tây Phương đến các cái trường thiền như của Ngài Mahasi, trường thiền của Ngài Tăng Bulu, trường này kia, nhưng mà họ học xong thời gian, họ tu xong thời gian, họ không đi xa hơn. Trong khi họ đến với Ngài Ajahn Chah thì họ xuất gia, rồi họ trở thành những vị tu sĩ, rồi bây giờ họ trở thành những vị trưởng lão, họ đi hoằng pháp. Tại vì sao vậy? Tại vì những người này đó, họ sống, họ dùng cái trí thức rất là nhiều. Và Ngài dạy họ pháp quán niệm xứ là làm sao mà đọc được tứ diệu đế ngay trong đời sống của họ. Tại đó, nhiều khi cái kiến văn, nhiều khi cái trí thức của chúng ta nó có lợi, và chúng ta phải biết. Và chúng ta phải biết là cái sở trường mình chỗ nào. Sở trường mình chỗ là mình có cái ý muốn đủ mạnh, sở trường mình chỗ là nghị lực đủ mạnh, sở trường mình là cái tâm mình nó đủ thành, sở trường cái trí đủ sáng. Có nhiều người họ làm việc cái tâm họ rất thành nhưng mà trí tuệ không có bận tiệp. Có nhiều người đó là họ rất là siêng năng nhưng mà họ không có trí tuệ bận tiệp. Có nhiều người thì thứ gì, họ có trí tuệ nhưng mà cái ý muốn họ không đủ. Thật ra mình phải hiểu cái gì là cái điểm tựa. Cái gì điểm tựa? Vì dựa điểm tựa chúng ta tạo ra cái sức bật. Cái này là cái khéo của mình thôi. Thì quý vị nhớ là trong 37 pháp trở Bồ Đề này đó, đây là không phải là những điều mà chúng ta nghe giảng như là giảng moral, để giảng về đạo đức học. Ở đây không phải là chúng ta giảng để mà chúng ta lý thuyết, mà ở đây tức là những cái hướng dẫn cụ thể về cái phương pháp hành trì. Và chúng ta phải thấy được cái cách ứng dụng những pháp này trong đời sống hàng ngày thì chúng ta mới tìm được lời đạo thực sự. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong phần tiếp theo bài giảng của chúng tôi từ siêu. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc chương trình hoạt động ở đây của trường Phật Pháp Phúc Trá Tham Ma. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn Phật Pháp cơ bản mà chúng tôi là vị đảm trách chương trình ngày mai. Kính định lễ tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú lên thay, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Nhất Đăng. Sa thú lên thay, con mới tâm bên nhà, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Xin cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn ăn lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin tâm hồi hướng. Nguyện công đức Đà Lạt kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa chư công đức
Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Kusala kamang ka pa pa gyan yam mang ka yena vaja manasa didase sukatang katang yesa.